Facebook gia nhập ngành tài chính, Đảng Dân Chủ Mỹ đang xem xét một kế hoạch nhằm ngăn cản việc phát hành đồng tiền điện tử Libra của Facebook. Điều này được Đảng Dân Chủ thực hiện bằng việc đệ trình một dự luật, mà trong đó tồn tại điều khoản cấm các công ty nền tảng lớn cung cấp dịch vụ liên quan tới tài chính, ngân hàng. Nếu như được thông qua, dự luật này sẽ có tác động trực tiếp lên kế hoạch ra mắt đồng tiền điện tử Libra của Facebook vào năm 2020. Hiện nội dung của dự luật vẫn chưa được hoàn thiện, do vậy nó vẫn chưa được trình lên lưỡng viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự tồn tại của dự luật này là một chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là ngay trước phiên điều trần của Facebook tại Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ. Theo dự luật này, định nghĩa về công ty nền tảng lớn là những doanh nghiệp công nghệ có doanh thu hàng năm từ 25 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đây là những công ty cung cấp các giải pháp về sàn giao dịch, thương mại điện tử hoặc một nền tảng để kết nối với bên thứ ba. Hiện chưa rõ dự luật này sẽ tác động thế nào với các công ty tài chính công nghệ như PayPal hay Square nếu những công ty này đạt mức doanh thu như đã đề cập. Tuy vậy, đối tượng quản lý chính của dự luật này chính là facebook đây được xem như một nỗ lực của đảng dân chủ nhằm ngăn chặn việc coi các liên kết với libra giống như đối với một tổ chức tài chính trước đó nhiều nhà lập pháp từng có quan điểm tương tự khi muốn facebook dừng việc phát hành đồng tiền ảo libra